Sam cứu hổ trái tim, bà Sinh đổ bệnh, Hà chạy tới chăm sóc. Ngay khi Hà bị Nghĩa tống cổ ra khỏi nhà, không khí trong nhà bà Sinh trở nên yên ắng, ngột ngạt đến căng thẳng. Không còn những giây phút cười đùa, những lời hỏi han đầy ấm áp của Hà dành cho bà Sinh, cũng như những bữa cơm hạnh phúc tràn đầy tiếng cười đùa vui vẻ đầm ấm như trước nữa. Mà giờ đây chỉ còn lại những tiếng thở dài thườn thượt với những giọt nước mắt mẩn đắng, những đêm thao thức không thể chợp mắt được vì những sự lo lắng đầy bất an của bà Sinh. Và rồi trải qua những ngày đơn độc, suy nghĩ về những việc làm sai trái của Nghĩa, để rồi bà Sinh đã đổ bệnh nặng. Khi hay tin, mặc dù đã bị Nghĩa tống cổ về nhà mẹ đẻ, nhưng hết tình thì còn Nghĩa, Hà đã chạy tới thăm nom và chăm sóc cho bà Sinh. Hơn ai hết là những người làm cha làm mẹ đau xót nhất khi chứng kiến hạnh phúc con cái mình tan vỡ trải qua ngần ấy năm từ lúc đón Hà về sống chung một mái nhà. Mẹ Sinh đã từng chứng kiến vợ chồng Hà Nghĩa bao năm qua tình nghĩa vợ chồng trước sau như một, chứng kiến con trai mình luôn yêu thương chăm sóc tới con dâu. Bà mãn nguyện khi có một cô con dâu hiếu thảo ngoan hiền, biết trước biết sau, khiến bà yên tâm, hạnh phúc đến nhường nào. Ấy vậy mà chỉ trong một tích tắc, tất cả mọi thứ đều trở nên vỡ vụn, khiến bà không thể kìm nén được những nỗi lo lắng phiền lòng. Mặc dù trước mặt Nghĩa, bà luôn tỏ ra cứng rắn, khuyên răn, ngăn cản những việc làm sai trái của Nghĩa. Còn về phía Hà, bà cũng bày tỏ sự quan tâm, những lời an ủi và tỏ ra là người có lỗi, và cũng mong được cô tha thứ và mong cô có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thực lòng trong trái tim bà là sự tiếc nuối đầy đau xót và thương nhớ Hà tới mức cơm cũng chẳng ăn, nước cũng chả muốn uống. Rồi những đêm thao thức suy nghĩ lo âu mà không thể chợp mắt vì những vết thương lòng cứ quặn đau. Bà nhớ lại những tháng ngày mới đó, gia đình đang còn yên ấm vui vẻ, đầy ắp tiếng cười đùa, mà giờ đây lại tan hoang, tan nát cõi lòng. Và rồi mẹ Sinh đã đổ bệnh và được đưa đi cấp cứu với tình trạng suy nhược cơ thể nặng. Trong cơn nguy kịch, người bà nhớ tới không ai khác chính là Hà. Khi nghe thấy Nghĩa gọi rằng bà Sinh đang cấp cứu trong bệnh viện và người bà cần gặp lúc này không ai khác đó chính là cô, Hà đã hoảng hốt. Tuy trên giấy tờ cô chưa chính thức ly hôn với Nghĩa, nhưng quay về chung sống với Nghĩa là điều không thể. Tuy bao năm qua chung sống, Nghĩa có thể dối lừa cô để đạt được mục đích của mình. Nhưng cô biết bao năm qua tình cảm của mẹ Sinh dành cho cô là thật lòng. Và bản thân cô cũng từng xem bà như mẹ ruột của mình. Mặc cho mẹ Lan cũng như cô bản thân Mỹ Đình cấm cản can ngăn, nhưng Hà vẫn quyết định chạy tới bệnh viện thăm nom. Bước tới cửa phòng, Hà như ứa nước mắt khi nhìn thấy mẹ Sinh nằm trên giường bệnh xanh xao tiểu tụy. Hà khẽ tiến lại, nắm lấy tay mẹ. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Mẹ Sinh mở mắt tỉnh dậy, ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc. Bà đưa tay lên vuốt mái tóc của Hà, cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy. Hà, con đã về với mẹ đấy rồi à? Cả hai mẹ con ôm sầm lấy nhau khóc nức nở.